Ok, hôm nay Dante và Andy lâu rồi không được đi du lịch cùng với nhau. Ông Andy. Dạ. Hôm nay mình đang ở đâu đây? Không biết nữa, Viên. Không biết nữa. Cái thằng này tiếng Việt nó dở lắm, nó dở mình. Có nghĩa là mình đang ở Áo. Mình đang ở Áo và đang thủ đô đây, Berlin đây. Đang thủ đô Vienna, Berlin trên đây. Bây giờ Andy và Dante thèm đồ ăn Việt Nam rồi cho nên là bắt bụng nữa. Mới xuống sân bay xong đi tàu điện rồi là đi kiếm đi bộ về đi kiếm ăn. Ăn được ăn xong no thì mới vào check in vào khách sạn nhá. Ê Andy ơi, hình như bị dẹp rồi. Bị dẹp rồi kia, phá sản rồi kia. Thiệt mà, cái đấy cả nhà thông cảm. Phá sản rồi. Ừ đây phá sản rồi. Tại vì corona mà mới cho nên chắc không còn. Ôi sorry. Thôi bây đi tiếp. Chán. Phá sản rồi cả nhà. Tội nghiệp chưa? Chứ trong thời gian Covid đấy. Ở đây cũng bọn đóng cửa này. Không sao mình đi tiếp, kiếm đoàn khác. Trong cái thời gian bị Covid thì nhiều người không chụp nổi cho nên là phải bỏ. Ôi cuối cùng Dante và Andy cũng đã kiếm đồ ăn Việt Nam rồi. À. Phở ngon quá. Nhưng mà nhìn bát phở của Andy không phải giống phở đâu nhé. Nó thật là cái này không phải phở Việt Nam đâu. Menu là phở. Trên menu là phở rồi cả nhà nhưng mà không phải là phở đâu, nó chỉ là lai tai. Chứ cái tiệm phở Việt Nam kia là Dante trước đây đến ăn mấy lần rồi cho nên nhưng mà xui là bị phá sản. Mình chỉ ăn bún chả giò nhưng mà kiểu như là bị hơi lai lai tí. Ok. Thôi mình ăn tí nữa, mình ăn xong rồi mình sẽ đi bộ quay cho cả nhà xem thủ đô Vienna này có những gì đặc biệt mà hiện tại bây giờ Dante thì muốn ăn cho no, Andy thì là mãi nhìn ngắm mấy em mà có ăn gì đâu. Phải không? Ok. Sau khi không ăn đồ ăn kia không ngon, bây giờ Dante mới Andy ăn cái này. Đấy nó cho mình cái dĩa rồi. Bây giờ mình ăn thêm đồ ăn nhá cả nhà. Bởi vì là ăn cái tiệm cái quán không pha kê Việt Nam kia. Pha kê đồ ăn Việt Nam của mình không ngon, ăn không được cho nên là bây giờ phải đi ăn kebab thôi. Ok. Bây giờ vừa ăn vừa cầm đi bộ xong rồi check in vào khách sạn. Chúng ta đi vào khách sạn nha. Đi qua con đường này. Qua đường. Mùa hè rồi. Hiện tại bây giờ là 25 độ. Nóng. Đó, đây là con gái ở bên Áo cả nhà. Andy thì vừa ăn vừa ngắm đúng không? Có người từ trước ngắm, nó đẹp. Không có gì tốt bằng. Cả nhà thông cảm chứ tại mình đi sau chứ không phải mình quay người ta đâu. Đi sau. Đó, hôm nay thì chúng ta đang ở dòng sông ở chính thủ đô nha cả nhà. Hai bên sông có nhà hàng quán ăn. Tiền mất nắng nhỉ? Buồn thế. Thank you.
đây chúng tôi mở đấy, đấy, một cái nhà thôi. That can be good for BCNA, man. Chuyện gì cũng có. Mà nè, đó cái đi đây xem. I'll be good. Nó nhiều xe ngựa cho em đi, coi là này hành chi hơi mùi ngựa mùi thúi kết ngựa râu bò. Ồ, phẩm lực tận. Thôi mình đi đường kia hay là đi quay lại đi chỗ kia đi. Chúng ta đang ở giữa quảng trường và ngay khu phố gọi là khu phố mua sắm đây. Hai bên đều là các là quán xá thương hiệu, rồi có một cái gì đây không biết. Đây chúng ta đang nghe đến tiếng của nhà thờ ở đây. Chúng ta đã đến nhà thờ ở trung tâm ngay khu quảng trường, cũng là một cái signature của thủ đô Vienna. Ta-da-da-da. Tiếc có hôm nay không có nắng. Bây giờ mình sẽ tiến vào cái nhà thờ này nhé, cho cả nhà xem nó rất là hoành tráng nha. Wow, shit. Không đến đây không nhìn nó là không tưởng tượng là nó xây rất là cổ kính, mà rất là nhiều những cái kiến trúc rất là gọi là tỉ mỉ, rồi là thợ nó khắc từng những tượng, rồi là những con gì nó treo trên tường nhìn rất là đẹp. Đó. Rất là đông người nha cả nhà. Đây đang đi chụp hình này. Đông người quá. Yeah, we're too. Thank you. Thank you, thank you. Thank you. Có đồ ăn mà. Đâu có mini đấy. Đó, mini này có hình này này. Đó. Wow, toàn cốc kem chả bá bực mình. Kem luôn. Bây giờ mình đi một thời gian mình mệt rồi, mình và anh đi phải ngồi ăn kem uống nước thôi. Đông thế.
hai bạn này sao buồn thế? Chắc có gì. Chắc có gì? Anh ấy đang đừng buồn. Buồn không vui đâu. Kìa có quán street food. Ở đây rất là nhiều khách du lịch, cả nhà không biết là người nào là người địa phương mà người nào người nước ngoài. Đây cái tiệm souvenir này các bác nhỉ? Không phải souvenir kì nhỉ, hay đi đây kia sport kia sport là trong Ica nhỉ, giống Ica của mình gì đó là true này. Gặp tất khu phố này dài thế, đi mãi xuống đây. Đấy, đây là công an có áo đây. Police. Anh công an đang đi tuần. Ô cả nhà ơi, bây giờ tiến cả nhà ơi, bây giờ tiến có tiệm bán cỏ này. Ồ, cái này nó lại. Andy. Mycket behöver jag? 100 räcker. Nej. 200 eller nej? Många. Hur mycket ska jag ha då? 3. Alltså problemet är att jag använder inte cash där. Jag vill inte ta ut för... Ja, men ta 200 då. Ja. Ja, sen kan du ta för ut flera. Wow, det är ju tillbaka inne. Åh, kom igen. Wow. Trời vẫn có mây, bây giờ là bao nhiêu? 7:30 tối rồi. Mình đã mới đi ăn bình thường. Thì mày bảo cứ gái để phim bằng ngoài đây. Đâu có đâu, tại nó đi trước mặt ta thôi.